kiểu gì mình đang giữ nhẹ nhàng, nó không cần ra.
Nhung, Nhung chưa lẫn đi, vừa mua rồi đi hả Nhung? Sang xuống hết nữa, cho mình ăn chơi thêm ít nữa thôi đó. Dương hả? À, một quán hàng he đó. Bốn người hành lý rồi nữa. Dạ, ấy là đông đông người đi là dọn chứ. Còn ít người quá là bán cao. Chứ khai thác đâu có đủ đường bay mà biểu. Bên khai thác ít người quá là không bay nổi đâu. Bây giờ lại ốm rồi, không phải như buồn. Bây giờ à? Mây á, mây á. À, ném bóng rồi. Buồn hơn, buồn rồi. Mình đi dịch thử, chưa chờ. Ừ. Sao để thử? Đi được sơ sơ thôi chứ. Chụp mà hai ngày mà đi về ở đây, phải mấy ngày được đây. Chỉ về ngày đi mà chứ. Trong cái tình kia mình nặng gì đâu. Nhanh lắm chị, mùng đồ đen nó nhanh nữa. Xoay qua cái. Một đồ đen nhanh khô lắm.